Hi, xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay mình sẽ dẫn mọi người đi xem cái cửa hàng đồng giá tại Nhật Bản nhá. Tại sao được gọi là đồng giá và tại vì là ở trong cái cửa hàng đấy thì tất cả những cái đồ giá nó như nhau. Thì nó có tương đương với là 20.000 Việt Nam đồng. Thì hôm nay mình sẽ dẫn mọi người đi xem nhá. Ok, đi thôi. Và cái cửa hàng đấy nó rất là được nhiều người đến mua. Thì bây giờ mình sẽ dẫn mọi người đi nhá. Chào mọi người. Và đây là một cái siêu thị đồng giá 20.000, là đồ vật nào thì nó cũng bằng giá nhau đấy. Đây, trước mặt là những cái bát đũa đồng giá là 20.000, tất cả những cái đồ trong này. Đây là những cái lọ này đồng giá hết. Cái này là cái để mà nướng thịt. Đây là chậu này, bên là ly uống nước này, đồng giá rất là xinh mọi người ạ, rất là xinh luôn. Ly rất là xinh. Bên này là những cái đồ gia dụng ở bếp. Ok, đây những cái, đây là những cái đồ mà lọc ở những cái bồn rửa bát. Đây, những cái lọc này nhá. Đây là những cái bát nhôm. Làm bánh. Chổi nhá, chổi lau nhà và những cái xô này. Nói chung là đồ gì nó cũng có đấy. Đây, tăm này, tăm luôn. Đây những cái thìa nhá, thìa các kiểu thìa luôn này. Đồng giá hết tiền, đồng giá là 20.000 một đồ. Mọi người đây, những đồ gì cũng thế, to hay nhỏ thì nó cũng đồng giá là 20.000 nhá. Ôi chưa, chết ta. Không biết là cái này là gì đây. Cũng là 20.000. Kẹo này nhá, còn 20.000. Đồng giá luôn. Đây là len chỉ này, len chỉ nhá. Đây mọi người thấy nó không ghi giá, tại vì giá nó đồng giá nên nó sẽ không ghi giá, đồng giá luôn. Ok, đây là những cái làn để đựng đồ như là trong nhà tắm kiểu ấy, mình đặt xay dầu gỗ các kiểu ở đây. Ok, đây à, đây là những cái cây nhựa, găng tay và kéo cắt hoa, kéo cắt cành. Đấy không? Nhìn rất là xịn hơn mọi người nhỉ. Ở đây là những cái đồ mà người ta phục vụ cho công việc trồng rau và cắt cây cảnh. Đây là nó có những cái xẻng này, những cái xẻng và những cái kéo cắt cây này rất là nhiều. Đây là kéo cắt. Đây là những cái bình này, bình tưới cây luôn, xốp đá này mọi người ạ. Bây giờ này cái gì cũng là tiền. Đây đá này, một túi đá này cũng là 20.000 túi đá. Đây là những cây để người ta uốn cho cây nó theo một cái khuôn nào đó, được chưa? Còn đây là cửa hàng đồ chơi của trẻ con này, vật cầu lông cũng là 20.000, nhảy dây 20.000, nốt bóng bay 20.000, tất cả mọi thứ là 20.000. Ok, rất là nhiều đồ chơi luôn. Còn đây là những cái mà gọi là cái bông mà trang điểm của những người con gái, đây cũng 20.000 một túi, rất là nhiều. Những cái chai con để đựng tinh dầu này cũng là nhiều luôn. Và đây là những ốp điện thoại này, là từ điện thoại mới nhất đến điện thoại cũ nhất nó vẫn có ở đây rất là nhiều. Đây những ốp dẻo nhá, ốp dẻo và ốp cứng có, cường lực cũng có luôn mọi người ạ. Đây cường lực, đây mình sẽ quay cường lực cho mọi người xem nhá. Đấy, đây là cường lực này, rất là rẻ, một tiếng làm việc mọi người có thể mua được cả chục cái, rất là nhiều chưa. Còn đây là lược này, dây buộc tóc.
Và bên này là ốp điện thoại, còn bên này là nhìn những cái củ sạc này, những cái rắc cắm điện thoại. Và có những cái tai nghe mà thời cổ đại. Rất là nhiều loại tai nghe màu mè luôn này, xanh đỏ tím vàng có hết luôn. Có cái nút bút tai nghe này. Đấy. Những cái kê điện thoại, đèn pin chẳng hạn, đèn pin này. Và đấy là những đồ có những trong cửa hàng đồng giá Nhật Bản. Nói chung là đồ gì cũng có luôn các bạn ạ. Thì bây giờ mình kết thúc ở đây nha. Xin chào tất cả mọi người.